anh đó, anh kêu là anh cúng dường cho sư thầy Thích Tâm Phúc là 500 ngàn, nhưng mà là sư thầy không có nhận. Sư thầy nói cho thì lấy, còn không có cúng dường quá. Vì sao vậy thầy? cho ý cúng dường là một, không ngoài đời kêu là cho, trong đạo cúng dường à, cúng dường gì thầy cũng nhận, mà không cúng lấy đâu nhận, nói không mà đâu tiền tới tay. Chưa có ai cúng mà không ai nói có. Mà nói trời cho 500 ngàn có đó, 500 ngàn cũng lấy đỡ đóng được miếng điện. Bây giờ hết wifi rồi, đúng không? Hết tiền đóng wifi rồi. Thì đó giờ đến chùa là wifi nó bị cúp. Cúp rồi, wifi là cúp rồi đó. 500 ngàn cúng dường mà kêu vậy cho. Mà cái con đi wifi đóng, có thể ví dụ có tiền thì đóng một tháng, không tiền có tiền nữa thì đóng nửa năm, một năm lượt luôn. Thầy là đóng wifi là trọn gói có 165 ngàn. Con có tiền là con đóng như thế này 10 năm luôn. Thôi nửng nổ. Con tháng còn chưa có đóng, nói chuyện bởi vì không la sao được. Sao la, con đâu có tiền đâu. Gì mà nhắn tin. Không có tiền đây. Ê, nổ chưa? Nó nổ mà nó xạo không. Vậy mà nhắn tin kêu con đi đóng. Kêu đi mua. Đi đóng đóng chưa? Tiền đâu đóng. Thầy thử thầy quan hay trời. Thầy có một buổi mà lay luôn hả thầy? Ừ. Thầy cái từ mà độ ta không độ nàng thầy đó là cái gì đó về vấn đề bài hát không không, không 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 về ý nghĩa của cái từ đó thầy độ ta không độ nàng á, nghĩa là có phải là độ độ ta nhưng mà không độ không độ con gái không? Không không không, cái đó câu đó câu hát và cái từ đề đó mình thầy không trả lời, thầy chỉ trả lời Phật pháp chứ không trả lời về bài hát hay là về vấn đề thầy chỉ biết ca sĩ thôi. Không, nữ cái câu đó nó ở trong Phật pháp nó ra luôn á, thầy không độ phụ nữ. Độ ta không độ nàng. Chỉ độ phụ nữ thầy bạn độ trai đúng không thầy? Độ con trai. Ờ độ con trai. Thầy tám muối. Thầy độ con trai là thầy độ bằng nó nói riết mốt nó thèm cho coi nè. Thêm 1 triệu. Thầy lộ cho tính thật cho lâu. Thêm 1 triệu. Tôi nói hoài. Thầy người ta biết mà ta còn không dám nói không? Con này cứ nói hoài là tất nhiên là còn hơn thầy. Giáo bộ nói thầy là rốt cuộc mình Chúa luôn. Chúa. Đồ ta thầy độ con trai bằng cách nào? Thầy tụng kinh niệm Phật cho con trai. Có hướng dẫn cho mà họ dùng có trí tuệ, ăn học hành tài, rồi mình hướng dẫn cho họ tu. Rồi họ phải làm tránh xa điều ác, làm điều thiện. Rồi họ dùng mọi hoàn cảnh có nghề nghiệp trong tay để họ làm trong cuộc sống để họ ấm no. Rồi họ tu cả đời thì muốn tìm cho họ con đường giải thoát giác ngộ và có ăn học đến nơi chốn. Còn nếu mà ra đời thì thầy cứ vợ cho nó, xong nó ra ngoài đời nó làm ăn kinh doanh đó. Ủa là thầy tổ chức đám cưới luôn? Đúng rồi, thầy tổ chức đám cưới cho đệ tử khi mà chúc mừng cho nó được tìm được. Thầy cho mã khách hàng đi, ta đóng cho thầy 1 năm nè. Ôi nó đóng quay phim 1 năm rồi con đóng 10 năm người ta đóng 5 rồi không chịu nữa đó, thầy gửi cái hình cho con rồi đó. Đó cái gì cũng hai tụi con hết á, con thì đọc lên đây nói thôi có tiền đâu con đóng tiền đâu cho thì đã phải gửi qua là có liền, cứ nói không mọi người hôm qua cái xem cái clip người của con ta là hiểu rồi đó. Hứa nhà họ gia đình nhà họ hứa mà hứa mãi không thấy đâu á, còn đây gia đình họ xin. Để nói thì tu là gì, là cầm bát khắc thực, là đi sinh cái gì, đúng rồi thì cứ sinh chừng nào mà đủ thôi. Thầy nghĩ bật cái gì đúng không? Thầy nghĩ có khi nào thầy cầm bát xuống đường không? Khi nói tóm gọn đi, khi về Campuchia Thái Lan là lúc nào ngày nào cũng đi, tại theo phong tục người ta không đi là đổi. Không có chùa nào nấu cơm trong bếp á, và người ta không cho phép thầy trụ trì cũng phải đi cầm bát, trừ khi trụ trì là bệnh hoặc là quá già 80 mấy 90 mấy tuổi. Là có một người là đệ tử ruột nhất thị giả là chăm sóc sức khỏe và chăm sóc ăn uống là có cái nấu riêng. Hiện bây giờ là thầy Thích Tâm Phúc là chưa có, hiện bây giờ là chưa có được đệ tử nào hết đúng không thầy Phúc? Còn ở Việt Nam sao thầy? Chưa có đúng không? Còn ở Việt Nam mà thầy có tính khi nào là xuống đường không? Không, thầy không bao giờ Việt Nam, thầy không khắc thực đâu, lý do là phải tìm một cái nơi nào mà dân họ hiểu về cái nghi thức nghi lễ và khu đó họ biết cúng dường thì mình đi một ngày thôi mình hiểu thì họ sẽ cúng dường mình. Nhưng mà nói tóm gọn là tìm những cái nơi mà ta tu về Nam Tông và người Phật tử là người ở đâu có người Thái và người Campuchia là họ sẽ cúng dường, còn ở đâu có người Việt Nam á, thì tinh thần họ không có. Người Khmer được không thầy? Người Khmer là cái gốc của họ, phong tục của họ có đúng không? Thầy nghĩ như thế nào về cái hình ảnh mà người bình thường mà giả tu để đi xin ăn, đi khất thực, đi lừa người khác? Thì là bái phục người đó là khổ hạnh, người đó đã cống hiến cuộc đời của mình đi sinh bằng cái khổ hạnh, không ai cái hạnh đó hạnh đầu đà,
đi sinh là khó nhất, và đi sinh là nhục nhã nhất, và đi sinh là theo phương pháp học Phật, mà họ làm được điều đó là họ không giận, không hờn, không kiêu căng và không mắc cỡ. Còn những người họ cạo đầu rồi mà họ mắc cỡ, đi sinh mắc cỡ, họ không dám đi sinh, nên họ nói đi sinh là giả, chứ đi sinh là một phương pháp nhẫn nhục nhiều nhất và khó khăn nhiều nhất. Tại sinh một ngày nhiều khi họ không cho mình tức, rồi ngày sau nữa sinh không có mình tức nữa. Đi sinh mà không ai cho là bực mình nhất, và nhiều lúc không có đồ ăn, nhưng mà có bữa thì no, bữa đói, không có sinh lúc nào họ cũng cho. Thầy có bao giờ nghĩ đó là sự lười biếng không? Lười biếng không lo làm ăn mà lo đi sinh đó không? Là những cái suy nghĩ ngu ngốc và những người không có trí tuệ. Tại đi sinh là từ cái quyền họ đi, mà đi họ không trộm, không cướp, không lừa đảo. Nếu mà có trộm cướp thì nhà thì dân họ kiện cáo rồi. Phát hiện giờ là như ở dưới miền Tây, như dưới vùng Sóc Trăng, rồi thấy cái ngôi chùa thì thấy nó khác cái kiểu mà Phật truyền thống ở Việt Nam, thì cái Phật đó là thờ ta làm thờ Phật Thích Ca Ấn Độ. Còn Việt Nam mình thờ Phật không phải Phật Ấn Độ, mà tu theo tu tiên, tu khằng, tu khánh, tu Bồ Tát là theo người đời, không có tu theo Đức Phật người xuất gia. Thì những người mà ở ngôi chùa đó thì có trang phục cũng khác với thì nói tóm gọn là Đức Phật là người ta muốn giữ cái truyền thống ngày xưa, do là hồi xưa Đức Phật là dùng giải quấn vô khăn, thì giờ họ cũng dùng giải họ quấn vô khăn thì họ đỡ mai. Còn nếu mà mình mai thì nguyên bộ thì phải tốn tiền mai. Còn giờ ví dụ như giờ giải ta mua, ta cắt ra bao nhiêu mét là người ta đo cái khăn, ta từ ốm mọc cái ta đo trong khăn khởi quấn vừa cái người ta lấy kéo ta cắt cái là xong. Thì người ta đó là dùng giải để quấn, giống như hồi xưa đi, người thanh niên đi lấy cái khăn không, thường thường cái khăn á ta quấn làm cái quần, rồi cái áo cái người ta dắt ngang và chéo vậy cái là cái áo, đơn giản không cần phải mai. Còn giờ mình muốn đẹp thì có tiền thì phải mai cho nó đẹp, có eo đồ cho nó khoan người cho nó đẹp, cái nào cũng ra cái khăn mình ló ra cho nó đẹp. Ví dụ cái đùi ra cái đùi, cái chân ra chân, tay ra tay. Bữa con thấy thầy bạn bộ đồ đá banh thấy đẹp hơn. Lội chân trắng tươi. Thì đó là con con mê đẹp. Con mê thầy đẹp mà. Con mê thầy bi không? À? Thấy bên Nam Tông người ta đắp bi á. Hả? Bên Nam Tông thấy người ta đắp bi á. Thì cái đó thì người ta theo cái phong, cũng nghĩa là thầy nói rồi, mỗi cái phong tục, mỗi cái tập quán và mỗi thầy trụ trì ta bận cái kiểu nào thì ta cho đệ tử bận cái đó. Chứ thâu đi khất thực tại sao mà phải mang chân không và đào trần thôi? Đã nói đi sinh là mình phải khổ hạnh tâm mới thương. Ví dụ như đầu không có đội nón, chân không mang dép ta thấy khổ quá. Sao thấy khổ quá, tôi sẽ lấy cái lòng thương để tôi cho. Còn hở mình đi mang dép, đội nón. Cái khổ hạnh đó thì là điều đáng quý rồi. Thì giống như mấy ăn xin đi, nó nếu mà không giả cục tay cục chân sao mình thương mình cho. Còn nhiều người có tay chân nói chữ. Thì chọc quá không mà. Đó chết đi mà. Chết rồi, tối nay ở luôn với thầy nha. Chùa thầy ngủ khỏi mái, quá trời vừa. Thầy có chứa gì nữa không nè? Thì nữ thì có cái phòng ngủ riêng, nam có phòng ra. Có phòng ngủ riêng à? Phòng nữ thì qua chùa ni, thầy có chùa ni mà. Ok, lấy con quà chùa ni, giờ con đi về đó thầy. Đúng rồi, về ngày mai đến. Nữ chỉ có làm công quả từ sáng tới chiều, xong phải về, không được ngủ qua đêm. Và mà nếu một phụ nữ có chuyện gì không có được, hờ thầy. Tại vì thầy sai đúng là do mình lớn, tự mình giữ. Còn năm thanh niên thì mình sẽ được ở lại với thầy đúng không? Đúng rồi. Thì đúng rồi, nhưng mà ngủ riêng đâu được, ngủ chung với thầy. Đụng với thầy chạm rồi rủi nó phát sinh tình cảm hả? Thầy thì một ngày đụng cái, ngày mai đụng cái là quyến liên. Liên ai? Là ai liên? Người cũng được mà thầy có sao đâu. Mới đầu thì đụng vui sao từ từ lột, từ từ. Từ từ. Chuyện gì đến thì cứ đến, chuyện nghèo đi cứ đi. Như nhà thầy bây giờ, thầy nếu như ở lại thì cho ngủ ở đâu thầy? Cho mấy anh em ngủ ở đâu? Miễn sao thiết có chỗ ngủ thôi, đòi hỏi cao nữa. Chùa nghèo lắm, như chùa giàu, như khách sạn, phòng ốc, cha.
có giường được thôi nghỉ để thầy mở. Mình gói không tới rồi sao? Em đi ra bữa khác hai đứa nào nó lấy cái gì đó, cái đĩa của thầy. Quá bà la hoài mở cửa cho anh ta vô kìa. Thôi thôi bà đừng có điên, người ta vô cả đống đây rồi. Khùng quá. Thôi tắt đây con, đừng có quay nữa. Dạ. Dạy nãy gì nhiều rồi. À. Giờ là ăn uống gì ngồi giờ thầy chiều thầy đang thèm cái gì đi, nước nôi hay là ăn nhẹ gì? Chìa khóa mở cho nó vô đi. Ta vô cái đống này, bà vô còn hồi không cho, không vô, cho. Vô mà cho tao ra luôn nha. Không cho về á. Về là cực rồi đâu á. Từng cái dây ha bột bồ đó rồi phải lau mặt, lau mặt cho tôi. Ok, mấy con lau mặt sạch luôn anh về. Không phải kiên gỡ mặt lau mày luôn. Giục hết bây giờ nè, đừng quên chị giục hết bây giờ, đừng có quay 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 về. Thôi hay quá. Rồi, chết là tôi sạch dao rồi. Căng quá. La hoài. Không muốn nghe mình chọc chọc người ta sao? Có chọc không? Người ta đi rồi về nữa mà. Thôi. Quay thôi.